Đang ngồi ăn trưa thì đột nhiên nhóm của anh nghe thấy tiếng động lạ Nó như là động đất vậy Chạy tới đó thì họ thấy một Urbender đang luyện tập Thấy được người cũng điều khiển được nguyên tố giống mình ra liền đến làm quen Nhưng khi thấy mọi người anh ta lại chạy mất Anh ấy còn chặn lại lối đi nữa Anh nghĩ anh ta chắc đang chạy về làng và nó cũng gần đây thôi Đúng như cậu nghĩ Sau một hồi tìm kiếm thì mọi người đã đến được ngôi làng đó Nhóm của anh bằng một cách nào đó Họ đã tìm được tới nhà của anh ấy Chưa kịp nói chuyện thì lính của Hòa Quốc tiến vào mới vô mà bọn chúng đã đòi tiền thuế rồi, không những thế lần này thuế còn tăng lên gấp đôi nữa. Vì sợ bị chúng biến thành gà quay nên mẹ của Hazo đành vét những đồng tiền cuối cùng trong nhà ra đưa cho chúng. Từ đây ta biết được từ khi hỏa quốc chiếm giữ nơi này thì mọi Urbender đều bị bắt hết. Bất cứ ai bị phát hiện sử dụng Urbending đều bị bắt vì thế Haro mới lén luyện tập như thế. Và để bảo vệ con mình mẹ cậu không thể để cho bất cứ ai biết Hazo có thể sử dụng Urbending được. Kataza và Hazo đang nói chuyện dọc đường thì mỏ quặng bị sập một ông lão đang bị đống đất đá đè. Hai người đã cố hết sức nhưng không thể kéo ông ấy ra, bị thuyết phục bởi Kataza Hazo đã sử dụng đến khả năng Urbending của mình để cứu ông lão đó ra. Tối đến trong lúc mọi người đang ngủ thì quân lính của Hòa Quốc tiến tới nhà của Hazo. Hazo vừa mở cửa ra thì ông lão lúc sáng liền nói chính nó, nó là một Urbender. Hazo bị bắt đi ngay sau đó, thật không ngờ ông lão đó lại lấy oán báo ơn. Sáng dậy vừa nhìn vào mắt của mẹ Hazo là Kataza biết Hazo gặp chuyện rồi. Thấy thế Soka có một ý tưởng, Hai anh em Soka đang cố tình cãi nhau trước mặt bọn lính. Trong cơn tức giận Kataza la lên. Ở bending, nhưng ô xịt, chẳng thấy gì cả. Đến lúc an thổi gió đẩy tảng đá lên, thì vãi cả nhái bọn lính lại nghĩ con vượn cáo có thể ở bending mới cay chứ. Nhưng rồi chúng nhớ lại thấy quái, nào động vật lại ở bending được. Phải chờ Soka nhắc, thì chúng mới bắt Kata đi. Đúng là ảo thật đấy. Sau đó, Kataza và các bender khác được đưa ra một hòn đảo biệt lập hoàn toàn với đất liền nhằm vô hiệu hóa khả năng bending của họ không những thế nơi này còn được xây dựng bằng sắt nữa chứ thoát bằng cách nào đây ở đây kataza đã gặp lại được hazo không những thế hazo còn giới thiệu bố cậu ấy cho kataza nữa chắc do đã thất bại nhiều lần nên bố của hazo cũng không muốn trốn nữa kataza hỏi kế hoạch trốn thoát là gì ông ấy chỉ nói kế hoạch là chờ cho chiến tranh kết thúc mà thôi không chịu cảnh như thế này kataza đứng lên cô ấy nói mọi người cần phải nổi dậy quê hương người nhà đang chờ mọi người trở về avatar đã trở lại và chúng ta sẽ sớm giành được chiến thắng thôi nhưng kết quả là chẳng ai muốn đứng lên nổi dậy cả. Họ nghĩ điều đó là không thể. Tối đến Ang đã cứu được Katazaza, mọi người nhanh chóng rời đi, nhưng Kataza nói không. Cô ấy cần phải ở lại để cứu tất cả mọi người ra. Thấy được quyết tâm của Kataza hai người Ang và Soka cũng đành ở lại theo. Còn tên trường ngục đã phát hiện ra bọn họ đã xâm nhập vào đây. Còn ở phía Ang cậu ấy đã biết được mấu chốt để mọi người có thể ở bending được rồi. Có khói có nghĩa ở đây phải có than, than chính là đất đá. Đang chờ ăn thì hai anh em Soka bị tên quản ngũ phát hiện, mọi người cũng khuyên hai người họ nên đầu hàng đi, thì đột nhiên có một luồng khí bay lên, theo đó là rất nhiều than, Ang cũng bay ra ngay sau đó. Kataza cầm than lên và nói đây là cơ hội của mọi người, nhưng một lần nữa họ lại cúi đầu, tên quản ngục cười và nói ý chí của chúng đã sớm bị bẻ gãy rồi. Đang đi thì một viên đá bay vô đầu tên quản ngục, sau đó là tất cả các Herbender đứng lên, Nên lúc chiến đấu hỗ loạn đó hai cha con Hazo cố nén những viên than lại để trở thành một tảng đá cứng chắc và họ đã làm được. Cú ném tiếp theo, Họ đã phá được cổng nhà giam, với khẩu súng tự chế Ang đã thành công hạ hết bọn lính và cả tên quan ngục nữa. Sau đó bọn chúng được bố của Hazo dạy cho một khóa tập bơi miễn phí. Mọi người lên tàu rồi trở về đất liền trở về với quê hương của họ. Còn ở ngục giam Zuko đã tới chậm, nhưng cậu biết nhóm của Ang đã từng tới đây, vì trên tay cậu ta là miếng ngọc của Qatar ra. Đang bay thì nhóm của Ang thấy một khu rừng bị cháy rụi. Nhìn xuống thì họ biết đây là tác phẩm của bọn hòa quốc. Ang rất buồn vì nhiệm vụ của cậu là bảo vệ con người và thiên nhiên nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt cậu chẳng biết làm gì cả. Kataza tiến đến và nói, ngay cả khi trong cho tàn thì sự sống cũng đang dần tái sinh và nhiệm vụ của cậu bây giờ là phải tìm vào cách điều khiển ba nguyên tố còn lại để trở thành một bậc thầy của cả bốn nguyên tố. Đang nói thì một ông lão đi tới, vừa nhìn thấy hình xăm của Ang thì ông ấy biết Ang là Avatar. Ông ấy nói làng của ông ấy cần Ang giúp. Trở về làng thì Ang thấy nơi này đang bị tàn phá bởi một thứ gì đó. Tiến vào trong cậu được dân làng, kể lại cứ vào mỗi buổi tối lạnh có một con tinh linh. Tới đây, nó không chỉ tàn phá ngôi làng mà nó còn bắt một số người đi nữa càng nguy hiểm hơn khi điểm hạ chí sắp đến trong khoảng thời gian đó thì thế giới tinh linh sẽ không còn bị ngăn cách với thế giới chúng ta nữa đến lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa avatar một người liên kết thế giới con người và thế giới tinh linh ang phải giúp họ còn ở chỗ ai ông đang nằm tắm nước nóng thì đột nhiên ông bị tấn công thì ra đó là lính của thủ quốc nhìn ai do chúng cũng nhận ra mình đã bắt được món hời rồi con rồng của hòa quốc anh trai của hòa vương ông hoàng hòa thuật chúa tể thổi lửa trở về chỗ an trời đã dần tối con tinh linh đó lại xuất hiện an cố đàm phán với nó trong hòa bình nhưng nó còn chẳng để ý tới lời của an nói nữa nó lại miệt mài với công việc phá làng phá xóm của mình thấy thế an hét to lên nói hòa giải gì mà nói to thế nói to thế thì đi ra chỗ khác chơi đi lại còn thêm ông Soka tới góc vui nữa chẳng giúp gì được an rồi mà còn bị con tinh linh đó bắt đi nữa đúng là cục tạ ngàn ký có khác an lập tức đuổi theo nó khi Ang gần nắm được tay của Soka thì đột nhiên cậu bị đưa đến một thế giới khác. Ang nhìn đi nhìn lại xung quanh và tự hỏi đây là đâu và tôi là ai. Còn ở chỗ bậc thầy thổi lửa thì ông ta bị bắt mà còn chẳng có mảnh vãi che thân nữa. Một đại tướng quân lỗi lạc của Hòa Quốc trở lại như này sao? Bọn chúng nói bọn chúng sẽ đưa ông đến thả ba sen xê nơi mà Aizo từng thất bại tại đó. Trời đã sáng Ang cũng đã trở về nhưng mọi người lại không nhìn thấy Ang. Cậu cứ như người tàng hình vậy. Còn Zuko sau khi người mùi của chiếc dép thì cậu biết chỉ có chân bắc mình mới có mùi thối như này được thôi quay lại chỗ ang sau khi bị chuyển tới thế giới tâm linh cậu phát hiện ra mình không còn có thể e bending được nữa quay lại phía sau thì một con rồng đang lao về phía cậu kiểu này thì chạy đằng trời tưởng nó sẽ tấn công ang nhưng không nó dùng râu của mình chỉ vào chán ang từ đó ang biết nó chính là thú dẫn đường của avatar joker lập tức ang trèo đầu cưỡi cổ nó rồi tiến tới chỗ avatar joker không ngờ ông aizo cũng có thể thấy được ang và con rồng đó thật kỳ lạ aizo nói còng tay lòng quá ông muốn chúng siết chặt lại vậy mà chúng cũng nghe theo được. bọn này ngu thật sự và chỉ sau vài đòn cơ bản, Aiso đã thành công thoát khỏi bọn chúng. Con rồng đưa Ang đến ngôi đền thờ Zoku ở Hòa Quốc. ở đây cậu nhìn thấy một thiên thạch, nhưng cậu không hiểu gì cả. cậu cần gặp Zoku và hỏi rõ chuyện này. Con rồng cho cậu biết phải đến ngày hạ chí thì Ang mới gặp được Zoku. nhưng việc cần làm lúc này của Ang là phải đi cứu Soka cái đã. ở chỗ Aiso sau một hồi chạy trốn, thì ông ấy lại bị bắt lại. đang định cho hai tay ông ấy tàn phế, thì cô tới. lập tức cậu phá hủy còng tay cho bác mình. Tưởng năm đánh hai là dễ thắng nhưng không chắc chỉ cần mỗi Aizo cũng đã có thể cân hết được mấy vị này rồi. Và đúng như vậy họ đã nhanh chóng đánh bại bọn thổ sư này. Tối nay tinh linh đó lại tiếp tục tấn công ngôi làng. Ang biết nó là tinh linh bảo hộ khu rừng. Ang đưa hạt giống ra và bảo ông cứ yên tâm khu rừng nhất định sẽ trở lại. Sau đó nó hiện nguyên hình ra là một con gấu trúc rồi rời đi. Soka cùng dân làng xuất hiện ngay sau đó. Nhưng hình như bọn họ chẳng nhớ chuyện gì vừa xảy ra cả. Ang nói chuyện mình được con rồng dẫn tới đền của Zoku cho hai anh em Soka biết, nhưng ngay trong tối đó Ang lại quyết định đi một mình, cậu không muốn hai người bạn của mình đi cùng. Nơi đó, nằm trong lãnh thổ của Hòa quốc, nó rất nguy hiểm, còn Appa thì không chịu cho cậu đi. Cả Soka và Kata ra tiến ra, họ nhất định phải đi theo Ang. Họ xuất phát ngay trong đêm vì mai là ngày hạ trí rồi. Biết được tin đó Zuko ngay lập tức đuổi theo. Aizo nói đó là điều ngu nhất mà cháu từng làm trong ba năm qua chẳng phải cha cháu đã trục xuất cháu ra khỏi vương quốc rồi sao không cần quan tâm lúc này trong đầu du cô chỉ nghĩ đến ang mà thôi phát hiện ra ăn cái là du cô lập tức lấy pháo ra để bắn con bò của ang thì chỉ cần lách nhẹ là có thể né được cú đó rồi nhưng đó không phải là vấn đề nan giải nhất lúc này vấn đề lúc này là làm sao để có thể vượt qua được vòng vây của Hòa quốc tên tướng quân trên tàu thì đang đắc ý hắn ta hứa sẽ bắt chọn ổ cả avatar và du trong lần này ngay lập tức ông ta phát động tấn công hàng trăm quả cầu lửa đang bay về phía ang tưởng ca khó nhưng trông con bò béo mà kỹ năng uốn dẻo của nó cũng không phải dạng vừa nó nhẹ nhàng né hết những quả cầu lửa đó tàu của du đã bị bắn trúng nhưng cậu ta vẫn đuổi tiếp đã vượt qua hàng trăm quả cầu lửa nhưng pha này sẽ là pha quyết định xem họ có thể qua được vòng vây này không ang bằng tất cả những gì mình có cậu đã giúp mọi người qua được vòng vây và tiến vào lãnh thổ của hòa quốc còn du cô cậu ta đã thuận lợi tiến vào hòa quốc có vẻ tên tướng quân đang có âm mưu gì đó tiến tới đảo núi lửa nơi mà rồng của cư đã chỉ họ lén vào trong đền thờ dâu Cư, nhưng đã bị các nhà sư ở đây phát hiện vừa nói ang là avatar thì các vị sư liền tấn công cậu thật không hiểu kiểu gì nơi này dành để thờ avatar mà đang chạy thì đột nhiên có một vị sư xuất hiện ông ấy nói mình là bạn ông ấy biết ang đến đây là để nói chuyện với avatar dâu Cư. lập tức ông ta mở một mật đạo bí mật ra dù không tin lắm nhưng đây là cơ hội cuối cùng của ang ở đây ông ấy cũng nói cho mọi người biết lý do các nhà sư kia lại tấn công cậu Trước kia các nhà sư ở đây chỉ trung thành phục vụ Avatar thôi, nhưng sau 100 năm, không thấy Avatar xuất hiện họ đã mất hy vọng, và khi hỏa vương phát động chiến tranh các nhà sư bắt buộc phải theo ông ta. Tiến tới cánh cửa cũng giống như cánh cửa lần trước nhưng lần này, họ cần phải có đủ năm thuật sư điều khiển lửa mới mở được. Quay lại chỗ du cô cậu ấy cũng biết tên tướng quân đang theo đuôi mình để bắt an, cậu ấy đã có cách. Du cô lên một chiếc tàu nhỏ, rồi rời đi theo một hướng khác. Còn ở chỗ Ang nhờ sự thông minh của Soka bọn họ đã chế ra 5 túi thuốc nổ để thay cho 5 Fire Bender Nhưng khi nổ xong thì cánh cổng vẫn chưa mở ra, kế hoạch đã thất bại, tường đã thất bại. Nhưng Kataza nói không cô ấy đã có một ý, tiếng nổ đó đã dụ được các nhà sư tới. Tưởng rằng Ang đã vào trong bọn họ lập tức sử dụng hòa thuật mở cánh cửa ra. Thấy con vượn cáo ở trong thì họ biết mình đã bị lừa, nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Nhóm của Ang lập tức hạ hết nhóm đó nhưng Ang lại bị Zuko bắt lại, không thể để mất cơ hội này an cố gắng thoát ra cậu nhanh chóng tiến vào căn phòng dù đã cố gắng mở nhưng Zuko cô không thể làm được avatar joku không muốn bị làm phiền tưởng rằng đã đánh lừa được tên tướng quân nhưng không ông ta biết tổng kế hoạch của Zuko. ông ta tiến tới bắt giữ Zuko cô còn an thì chỉ cần cậu ra là có thể bắt chọn ổ rồi trong đền thì avatar joku nói cho an biết sao chỗi sojin sắp xuất hiện nó sẽ ban phát sức mạnh khủng khiếp cho hỏa quốc từ đó hỏa phương ô sẽ dùng nó để kết thúc đi cuộc chiến này Việc cần làm của Ang là phải hạ được Hỏa Vương trước khi sao xô Sojin đến. Ở ngoài thì ánh sáng bỗng nhiên phát ra từ cánh cửa, vừa mở cửa ra lập tức tất cả các Fire Bender ở đó đồng loạt tấn công Ang. Trước mắt bọn chúng không còn là Ang nữa, cậu đã biến thành Avatar Zoku rồi. Với sức mạnh này nhất định Avatar sẽ phá hủy ngôi đền. Mọi người cần phải chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Hết hạ chí cũng là lúc Ang trở lại với hình dạng của mình. May mà Appa đến kịp không thì mọi chuyện dần tồi tệ hơn rồi còn tên tướng quân thì chẳng bắt được ai cả, cả hoàng tử Zuko và Ang đều chạy thoát. Avatar Zuko phải mất cả đời để thành thạo cả bốn nguyên tố, vậy mà giờ Ang phải hoàn thành nó chỉ trong có vài tuần trước khi hòa quốc tấn công, thật không thể tin nổi. Và Ang cần phải luyện tập nó ngay từ bây giờ, họ đáp xuống một thác nước gần đó để ra dạy cậu những thứ cơ bản nhất để điều khiển nước. Ang và Kataza thì đi luyện tập còn riêng Soka thì phải đi cọ chân cho Appa, coi nhìn coi cái mặt phê pha của nó kìa, đúng kiểu phái phái trẻ nước miếng vừa học thì Ang đã cho thấy tài năng thiên bẩm của mình rồi. Trước đó, Kataza phải học suốt hai tháng vậy mà Ang làm nó được ngay. Nhìn Ang làm mà Kataza chán chả muốn nói. Thôi để cậu ta tự học cho, rồi chứ dạy nỗi gì nữa. Tức quá Kataza chỉ cậu một chiêu mà thậm chí cô ấy còn chưa làm được, nhưng cũng chỉ cần nhìn Ang đã có thể làm được rồi. Đúng là Avatar có khác. Đang đi mua đồ dùng thiết yếu cho chuyến đi, thì một tên chuyên bán đồ hiếm đã dụ được Ang vào. Vào trong thì Kataza tìm thấy thứ cô ấy cần, một quyển Ben nó có tất cả các chiều thức kata ra cần thì ra bọn chúng là cướp biển bọn chúng đã cướp được nó ở một bộ là phương bắc nhưng bọn này hết giá hơi cao 200 đồng vàng lận cái này gặp mẹ mình thì chắc phải trả giá xuống còn một phần mười quá thấy không trả giá được nhóm của an rời đi nhưng đang đi thì bọn chúng gọi lại ô xịt tưởng như nào bọn này định cướp luôn ông ơi nhìn bọn này mà nhóm an méo hết cả mặt thấy bọn này đông quá nhóm an đành bỏ chạy đang chạy thì gặp ngay ông bán bắp cải ông này xui thật lần trước bị nhóm ang phá sạp lần này cũng chả khá hơn chút nào nhóm ang đã trốn thoát được bọn chúng trở về thác nước thì vãi cả nhái thì ra kataza mới là bà hoàng trộm cướp bọn chúng đuổi theo họ là vì kataza đã lấy mất đi quyền qua tơ ang thì không sao nhưng soka thì chẳng vui chút nào kataza bắt đầu luyện tập với quyền qua nhưng kataza đã quá nóng vội rồi mãi mà cô ấy vẫn không làm được không những thế momo còn bị kataza đánh trúng nữa chứ thấy thế, thế ang liền làm mẫu cho kataza nhưng hình như Kataza đang ganh tị với tài năng thiên bẩm của Ang. Kataza nổi giận khiến Ang khá buồn, nhưng tội nghiệp nhất vẫn là con Momo, chẳng làm gì mà cũng bị đánh cho sưng cả mông. Còn Zuko, cậu đã tìm được manh mối của Ang, cậu ta đang cùng tên thuyền trưởng đi tìm nhóm của Ang. Tối đến Kataza lén ra ngoài bờ sông để luyện tập. Đang luyện tập thì Kataza ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng không kịp nữa rồi, Kataza đã bị Zuko bắt lại biết là Kataza không chịu nói ra Ang đang ở đâu du cô liền lấy ra miếng ngọc bội mẹ Kataza tặng cô ra để trao đổi. Tưởng thành công, nhưng không Kataza vẫn không chịu nói. Còn Ang mới sáng ra còn chưa tỉnh ngủ, thì hai người họ đã bị bọn cướp biển bắt đi rồi. Đang định trao đổi thì Soka nhanh trí nói, tôi cá là Avatar sẽ đáng giá hơn quyển sách đó đấy. Thấy không giao dịch được du cô liền phát động tấn công, nhân lúc hai bên đang đánh nhau hỗn loạn thì nhóm của Ang nhanh chóng rời đi. Cố đẩy thuyền ra sông, nhưng nó quá nặng, Ang nói ở đây chúng ta có hai quarter pender lận mà. Nói rồi hai người dùng khả năng Quarterpending của mình đẩy thuyền ra rồi nhanh chóng tẩu thoát. Đang cười lũ cướp biển vì bị trộm tàu mà không biết. Khi nhìn lại tàu mình thì nó cũng đã bị cướp đi. Đúng là đời, hải vãi. Bọn cướp biển đã đuổi kịp tàu của anh. Cuối cùng sau bao nhiêu thất bại thì lần này Kataza cũng đã làm được chiêu roi nước đó. Nhưng nhóm họ đang có vấn đề lớn hơn ở đây. Một thác nước đang ở trước mặt. Thấy thế Ang liền thổi trước còi mới mua của mình lên đang cố dừng trước thuyền lại thì ngay đằng sau thuyền của bọn cướp biển lại đâm vào họ may mà lúc đó áp ba đến kịp cái còi mới chô mà mới mua cũng hữu dụng đấy chứ còn kata ra tưởng rằng đã mất quyển qua bending đó thì soka từ đâu lấy nó ra soka nói anh sẽ đưa nó cho em nếu lần sau em không ăn trộm nữa thấy khi áp ba bay nó quá dễ bị phát hiện nên lần này soka quyết định sẽ đi bộ cho an toàn mọi người chẳng ai thích đi bộ cả nhất là áp ba nhìn nó thật tội khi phải vác cái thân hình đó đi Soka nói đi bộ như này mới tránh gặp được lính Hòa quốc. Vừa nói xong thì kèn đám ma vang lên. Xin vĩnh biệt cụ, đúng là người đội trưởng mẫu mực của năm. Tưởng lần này toang rồi thì đột nhiên một tên trong số chúng ngã gục xuống. Một anh chàng nào, đó, xuất hiện ở trên cây. Tiếp theo là đồng đội của anh ấy. Họ nhanh chóng đánh bại hết mấy tên lính Hòa quốc. Z lần lượt giới thiệu tên các thành viên của mình cho nhóm Ang biết. Họ là những chiến binh tự do đứng dậy để chống lại Hòa quốc. Z bảo các thành viên của mình mang hết đống thuốc nổ về căn cứ anh ta cũng mời nhóm của Ang đến tham quan căn cứ của anh ta. Có vẻ sau khi được Z cứu kataza đã siêu lòng trước Z rồi. Chiêu anh hùng cứu mỹ nhân hiệu quả thật sự. Z cũng có hoàn cảnh giống như kataza vậy. Cả bố và mẹ của Z đều bị lính hỏa quốc giết hết. Không những thế chúng còn đốt cả làng của Z khiến cậu không còn nhà để về. Điều đó khiến Z căm thù bọn chúng đến tận bây giờ. Mới sáng sớm mà nhóm của Z đã bắt được một ông lão hỏa quốc rồi. Đang định giết ông lão đó thì bị Soka ngăn lại. Thấy Soka quyết bảo vệ ông lão quá nên nhóm của z đành bỏ đi nhưng không quên lấy hết đồ đạc trên người ông lão đi trở về căn cứ Soka nói tên z đó bị điên rồi hắn vừa định giết một cụ già đó kataza không tin họ cùng ang tiến tới chỗ z để hỏi cho rõ z lấy ra một con dao có chứa thuốc độc và nói lão già hòa quốc đó định giết tới đó thứ này được tìm thấy trên người của lão nhưng Soka không tin cậu ấy sẽ rời nơi này ngay lập tức còn z thì năn nỉ ang và kataza ở lại để làm đầy hồ nhằm dập lửa khi bọn hòa quốc đốt rừng tối đến Soka liền theo dõi đám của Z, thì ra bọn họ muốn dùng thuốc nổ để phá đập nhằm nhấn chìm ngôi làng có lính hỏa quốc ở đó. Một thành viên hỏi, vậy dân làng ở đó thì sao? Z lạnh lùng trả lời, đó là cái giá khi sống chung với bọn hỏa quốc. đang hóng chuyện thì Soka bị Z phát hiện. trở về chỗ Ang, Z đang dẫn hai người tới chỗ nước ngầm, thấy hơi nước đang bốc lên, Kataza nói, em chưa bao giờ ben nước mà em không thể nhìn thấy. Sau vài lời động viên, thì Z cũng thuyết phục được Kataza và Ang ben nước cho mình. Còn Soka nhờ sự thông minh của mình cậu ấy đã thành công trốn thoát khỏi hai người bạn của Z. Từ trên cao nhìn xuống Ang đã phát hiện ra Z đang định làm gì. Ang định ngăn nó lại nhưng cậu bị Z giữ lại. Hai người bắt đầu chơi trò đuổi bắt trong rừng. Ang có vẻ đã chiếm lợi thế nhưng vì một chút không chú ý cậu đã bị Z đánh rơi xuống đất. Tường đã thua nhưng không. Kataza đã chờ ở dưới. Kataza liên tục tấn công Z làm cậu ấy không thể đỡ được. Kết hợp với hơi thở băng giá, Kataza đã đóng băng được Z. Nhưng Z chưa từ bỏ. Cậu ta huyết lên một tiếng, một mũi tên lửa bay ra con đập nổ một tiếng đùng dòng nước cuồn cuộn chảy xuống tạo ra một cơn sóng thần cuốn trôi tất cả thật khủng khiếp ngôi làng đã bị thổi bay đang đắc thắng thì soka tiến tới và bảo kế hoạch của cậu thất bại rồi nhờ sự giúp đỡ của ông lão lần trước tôi đã kịp di tản dân làng ra chỗ khác rồi soka nói z mọi việc cậu làm đều đúng cho đến khi cậu ngừng bảo vệ dân làng nhóm của an rời đi để lại z một mình vậy là hết năm tập tiếp theo rồi nếu thấy hay hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video hay hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.